Xin chào các anh chị khách hàng của An Nguyễn nha. Em đang có đây một con bu lông đến từ thương hiệu của Red Tông với cái mã là IW750N. Đây là một con bu lông với lực xiết lên tới 750 N. Đấy. Sử dụng động cơ không chổi than nha, và rất là mạnh mẽ luôn. Thì con này hiện tại đang có một chương trình rất là hay, là khi anh em mua thân máy, con này mức giá là 2,4 triệu, anh em sẽ được tặng thêm một con máy mài gốc, hay một con máy mài gốc chạy pin như thế này của Red Tông, hoặc là một con bu lông 380 nhỏ ha. Đây, họ là một con bu lông như thế này đó. Thì những anh em nào mà kiểu cần nhiều bu lông á thì có thể cân nhắc cái combo này ha. Với con 750 này chúng ta có thể mở được bánh xe bán tải, bánh xe hơi rất là dễ dàng. Còn những cái con 380 như thế này thì có thể dùng để mở bánh xe máy ha. Đó, tiện cả đôi đường luôn này, mới 100% luôn. Thì với mức giá 2,420,000 ha. Đó, 2,420,000 là anh em có thể mua con bu lông này và có thể chọn một trong hai phần quà, đó chính là một con máy mài gốc xài pin, một con máy mài gốc xài pin nè, hoặc là một con máy đây để lấy cho coi, hoặc là một con máy bu lông nhỏ xài pin luôn ha, bu lông 380. Rồi đây đó, như thế này rất là nhỏ gọn luôn. Rồi còn nếu mà anh em nào muốn lấy thêm pin vào sạc á, thì em sẽ tính cho anh em một cái combo siêu hời như thế này, là một con bu lông 750 nè, một trong hai thân máy, một viên pin 4 và một cái sạc sẽ có mức giá là 3,550 nha, chuyển khoản em bao ship luôn. Đó, combo siêu hời đó, một con bu lông 750, một trong hai thân máy như thế, một trong hai thân máy, một viên pin 4A plus một cái sạc chống cháy sẽ có mức giá là 3,550,000 nha mấy anh em. Đó, mức giá vô cùng hời đến từ thương hiệu Red Tông. Để em thử gắn một pin cho anh em xem ha. Đấy, con này sau khi gắn pin vô cầm rất là hầm hố. Con này có chỉnh tốc độ trên thân máy luôn nha anh em. Đó, ba mức tốc độ trên thân máy, có cả đèn pin. Lực rất là khỏe đó. Nghe tiếng không? Đó, động cơ là không chở than, động cơ từ rất là khỏe. Rồi, thì anh em nào mua hàng có thể liên hệ qua hai cái số Zalo ở trên tiêu đề ha. Đó, mày gốc, con mày gốc nhỏ gọn như thế này, xài pin luôn. Thì con này cũng có điều tốc luôn ha. Đó, con này cũng có tốc độ trên đây, không phải điều tốc mà có 3 mức tốc độ. Con 380, con bu lông nhỏ này cũng có điều tốc luôn, cũng có chỉnh tốc độ trên thân máy luôn ha. Rồi, hàng chính hãng của Red Tông sẽ được bảo hành 6 tháng cho mấy anh em luôn. Đó, bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi ha. Đó, IW380NCB rất là xịn sò. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã xem video clip của em nha.